anh có đang quen ai không? Thấy story Eric đi chơi cùng Amy. Vậy thì Eric nghĩ gì về Amy và công ty quản lý cũ? Thì nó sẽ giúp cho da của mình bây giờ Knock knock, đây là Elok, xin chào tất cả mọi người. Mình là Eric đây. Hôm nay thì nhân một ngày mà Eric dậy khá là sớm, cho nên là Eric không biết làm gì. Thế nên là Eric bật cái máy quay này ở đây hôm nay để có thể cùng trò chuyện với mọi người. Và cũng có một cái chủ đề khá là thú vị mà Eric rất muốn có thể share ở trong cái Elok tập 2 này. Đó chính là Get Ready With Me. Cá nhân Eric thì bởi vì mình là con trai cho nên là nhiều khi kiểu đi ra ngoài đường rất xuề xòa. Nhưng mà có những cái ngày mà kiểu có những cái lịch trình hay là có những cái công việc gì đó, ví dụ như đi gặp khách hàng hay là có lẽ là đi bất cứ đâu, đi ra ngoài đường hay chẳng hạn gì đó, thì Eric sẽ phải hơi tươm tất hơn bình thường một chút. Thì ngày hôm nay thì qua cái Elok tập 2 này thì Eric sẽ share cho mọi người, đặc biệt là với những cái bạn trai, thì sẽ là những cái tips nho nhỏ mà cá nhân Eric vẫn thường hay dùng để có thể gọi là tươm tất và biến hình từ thế này thành thế này. Trong cái lúc mà Eric chia sẻ cho mọi người những cái tips đấy, thì đồng thời thì Eric cũng sẽ trả lời những câu hỏi trên Q&A, bởi vì Eric cũng có up lên trên Instagram của mình. Và rồi, let's get started. Boom, Eric vừa mới rửa mặt xong đây. Và bước đầu tiên mà các bạn không thể nào mà bỏ qua được là chính là bước nước hoa hồng toner. Vì cái này thì nó sẽ giúp chúng ta làm sạch lại da một lần cuối. Bởi vì nhiều khi kiểu rửa mặt nó có thể nó vẫn chưa được sạch hết, thì toner sẽ giúp cho chúng ta làm sạch da một lần cuối, và cũng như là cân bằng, balance lại cái làn da của mình hơn. Một ít ít, sau chúng ta sẽ thoa lên da. Đây là một cái toner mà Eric rất là thích, bởi vì nó có vitamin C ở trong đấy, thì nó sẽ giúp cho da của mình nó có thêm độ sáng và độ glow hơn. Và như lúc nãy thì Eric cũng chia sẻ là bên cạnh việc là Eric sẽ chia sẻ những cái tips trong Get Ready With Me, thì Eric cũng có up lên những cái câu hỏi kiểu Q&A ở trên Instagram, và cũng nhận được rất là nhiều những câu hỏi và sự quan tâm của mọi người. Thì ok, chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi đầu tiên mà Eric nhận được đó chính là: anh Rick cao bao nhiêu và cân nặng hiện tại là bao nhiêu? Thực ra thì kiểu bản thân Eric lúc nào cũng kiểu bị ảo tưởng rằng là mình kiểu 1m74, 1m75 ấy. Nhưng mà hôm trước Eric đi vào bệnh viện khám tổng quát sức khỏe. Thế sau rồi đến lúc mà vào ấy, kiểu chị bảo là em biết chiều cao của em bao nhiêu không? Xong kiểu Eric bảo là kiểu mặt rất vinh vinh, kiểu tự tin chi em 1m74. Thế xong đến lúc mà đứng lên, trời ơi, có 1m71.5. Kiểu lúc đấy mình cũng buồn và cũng không nghĩ là mình 1m71.5. Thế xong rồi cuối cùng thì những cái lúc mà fan mà đi ra ngoài gặp ấy cũng hay khen Eric cao. Nhưng mà thực ra là mọi người cũng biết là mỗi lần mà Eric xuất hiện ở bất cứ một cái sự kiện nào thì Eric đều mang một cái đôi giày rất là to và cái đế rất là dày như thế này. Thường là sẽ như này, và bên trong Eric còn đội thêm 1 miếng, 2 miếng nữa. Nên là Eric rất là thích cái cảm giác đấy, cho nên thường mà Eric xuất hiện với fan thì sẽ là 1m8. Còn nếu mà ở nhà thì là 1m71.5. Còn cân nặng hiện tại thì hôm trước Eric vừa mới cân xong thì nó chính xác là được 68.8 cân. Còn không, để còn buổi sáng thì chắc là tầm 68 cân. Thì nói chung là đấy, nó là 1m71.5 và 68 cân. Rồi, câu số 2 đó là: có bạn hỏi Eric là Rick đã bao giờ phải lựa chọn giữa sự nghiệp hay tình yêu chưa? Cả hai cái nó đều quan trọng. Đối với Eric thực sự thì cả hai cái đều quan trọng. Còn nếu mà để phải chọn giữa một trong hai thì Eric sẽ không bao giờ để mình phải ở một cái trong một cái tình huống là phải lựa chọn một trong hai cả. Mà Eric thực sự là chỉ muốn rằng là mình sẽ có thể cố gắng để làm tốt nhất có thể cả công việc, cũng như là mình vẫn có thể dành thời gian để chăm sóc cho người mình yêu. Còn nếu như thực sự là mình không có đủ thời gian để mình chăm sóc thì Eric sẽ không quen ai, bởi vì thực ra hiện tại thì Eric nghĩ là cái công việc của Eric nó đang phải là quan trọng hơn ý. Nên là Eric sẽ quyết định là không mở lòng với bất cứ một ai hết. Và cũng đã 2 năm rồi Eric không quen ai cả, nên là Eric cũng thấy khá là thoải mái với chuyện đấy. Nên là để mà lựa chọn thì thực ra là Eric sẽ không bao giờ để mình phải vào cái sự lựa chọn đấy cả. Rồi sau khi mà chúng ta dùng toner xong thì một cái mà Eric cũng rất là hay dùng vào buổi sáng đó chính là vitamin C. Đó, thì bước tiếp theo là chúng ta sẽ bơm tay khoảng vài giọt
Nhưng mà các bạn nhớ rửa sạch tay trước khi bôi nhé. Rồi, cả dưới cổn nữa. Cổn mọi người nhớ lúc nào cũng là kéo nó lên. Câu tiếp theo là gia đình hoa dâm bụt gặp nhau thì thế nào ạ? Gặp nhau thì vui vẻ thôi, tại vì là gia đình hoa dâm bụt thì mọi người cũng thể biết là mỗi lần mà xuất hiện cùng với nhau, kể cả là như mọi người nhìn ở trên những cái clip, là nó đã giảm đi cái độ vui rất là nhiều rồi. Khi vừa gặp mình, kiểu bản thân Eric thì mọi người cũng biết là Eric là một người khá là trầm tính, cũng ít nói, nhưng mà khi mà gặp hai anh chị đấy thì thực sự là Eric kiểu được là chính mình nhiều hơn ý. Eric thực sự rất là trân quý cái tình bạn này và mong rằng là lúc nào gặp gia đình hoa dâm bụt thì cũng là cái nguồn năng lượng đấy, cũng là cái sự tích cực đấy để giúp cho Eric có thêm những cái nguồn cảm hứng để Eric có thể làm việc và cũng như là sống hơn. Bởi vì là trong Sài Gòn thì Eric cũng chơi với ít người thôi, cho nên hoa dâm bụt gần như là những người mà thực sự rất là quan trọng đối với Eric. Rồi, câu tiếp theo rất là hay này, đấy là nếu quay trở lại với tư cách là một thành viên của một nhóm nhạc thì anh sẽ nghĩ như thế nào? Trước đây thì Eric cũng đã từng ở trong một nhóm nhạc, đấy là nhóm Monster. Thực ra là đây là Eric thì cũng đã có một cái khoảng thời gian training cùng với cả Monster 2-3 năm liền, cho nên là đã cùng ở cùng nhau này, gọi là ăn uống cùng nhau, nói chung là làm tất cả mọi thứ cùng nhau, cho nên là nó là những kỷ niệm mà thực sự là Eric sẽ không bao giờ quên được. Bọn mình vẫn thi thoảng gọi điện cho nhau, hay là cũng như là có thời gian rảnh thì cũng sẽ alo cho nhau, đi cà phê không hay là gì đó. Thì đấy là những cái kỷ niệm rất là đẹp của Eric đối với Monster, và chắc cho đến tận bây giờ thì Eric vẫn luôn biết ơn và cũng như là luôn thầm cảm ơn, bởi vì mình cũng đã từng là một phần trong Monster và cũng đã trưởng thành từ đó mà ra. Nếu như mà có một cái dịp nào đấy mà Eric được đứng chung sân khấu cùng Monster hay là được biểu diễn cùng với Monster thì Eric vẫn rất là luôn sẵn sàng, và Eric trân quý cái điều đấy, nên là mong rằng là nếu mà Monster có xem được clip này, hoặc là nếu mà có một cái sân khấu nào mà có dịp để có thể Eric và Monster cùng đứng sân khấu thì hãy nhớ mời nhé. Câu hỏi tiếp theo là nếu không làm ca sĩ thì anh sẽ làm gì? Nếu mà không làm ca sĩ thì Eric sẽ phải làm chủ của một cái gì đấy. Eric sẽ chọn chủ của một trang trại trồng dâu ở Đà Lạt, bởi vì là Eric thấy là trồng dâu ở Đà Lạt rất là giàu và lãi, nên là Eric nghĩ là nếu mà làm, bởi vì Eric cũng là một người khá là thích kiểu bình yên, thích kiểu một cuộc sống với thời tiết mát mẻ, thế nên là Eric sẽ chọn Đà Lạt là một cái nơi mà Eric sẽ lui về khi về già. Xong rồi Eric sẽ tiết kiệm từ bây giờ để có thể làm một cái chủ, một ông địa chủ một trang trại trồng dâu. Sẽ rất là giàu có, và lúc đấy thì về già rồi thì mình sẽ rất là an nhiên, mình sẽ sống một cái cuộc sống rất là bình thản ở trên Đà Lạt. Thì đấy là cái nghề mà Eric nếu mà không làm ca sĩ thì Eric sẽ phấn đấu để làm, đó chính là về Đà Lạt làm chủ. Một lúc sau khi mà nó thấm rồi, mọi người thấy nó hơi khô rồi ấy, thì bắt đầu chúng ta sẽ bôi đến bước cream. Thì thực ra là với những cái bạn nào mà thực sự là không đủ kiên nhẫn để mà kiểu nhiều bước ấy, thì mọi người có thể pass qua bước cream, bởi vì bây giờ có rất là nhiều những cái kem chống nắng mà nó đã tích hợp cả những cái dưỡng ẩm ở trong đấy rồi, cho nên là cái bước cream thì có thể bỏ qua cũng được. Nhưng mà đối với Eric thì Eric sẽ vẫn sử dụng thêm cream cùng bộ sản phẩm ở đấy luôn, bởi vì là thực ra là muốn cho da mà kiểu không bị đổ dầu hay không bị bóng ấy thì mọi người phải dưỡng ẩm rất là kỹ. Thì sau khi sử dụng serum thì Eric thường là sẽ sử dụng thêm cream nữa. Thì với cái dạng cream này, nó là một cái dạng với texture rất là lỏng, thì khi mà bôi lên da thì nó sẽ không có cái cảm giác kiểu bị nặng mặt hay là bị bí da ấy. Gần xong rồi, đây là gần như là những cái bước gọi là cơ bản nhất mà đây là những cái bước gọi là cơ bản nhất. Thì sau khi mà chúng ta bôi cream xong, chúng ta lại vỗ. Thì cuối cùng chúng ta sẽ đến bước kem chống nắng. Rồi, kem chống nắng thì Eric khuyên là có rất nhiều bạn kiểu hỏi là bôi bao nhiêu là đủ. Thì Eric nghĩ là bôi, mọi người cứ lấy ra một cái lượng vừa đủ với cả khuôn mặt của bạn, sao các bạn vỗ tán đều ra. Nói chung là làm thế nào để cả mặt chúng ta được bao bọc bởi một cái lớp màng của kem chống nắng, như vậy là da của chúng ta đã đủ rồi.
Còn nếu mà những bạn nào mà kỹ hơn nữa ấy, giống như Eric ấy, thì Eric sẽ bên cạnh việc vừa sử dụng kem chống nắng thì Eric cũng sẽ kết hợp với cả viên uống nữa. Bởi vì là nhiều khi kiểu mình cũng lười ấy, mình không bôi kiểu kem chống nắng cho cả body được. Thì nếu mà muốn bảo vệ da thì chúng ta nên kết hợp cùng với cả viên uống chống nắng thì sẽ tốt hơn. Thì đây, tiếp câu tiếp theo là anh có đang quen ai không? Thì câu này lúc nãy Eric cũng đã chia sẻ ở trên mấy câu trên rồi, nhưng mà bây giờ nhắc lại, tại vì là rất phải nói là phải đến 70% những câu hỏi của mọi người hỏi đều liên quan đến chuyện này. Kiểu mọi người cũng quan tâm đến là Eric có đang quen ai không, Eric có đang falling in love ai không. Nhưng mà tại vì là nếu bây giờ mà Eric nói là không thì chắc mọi người cũng không tin, nhưng mà sự thật là như vậy. Bởi vì là các bạn fan của Eric là những người rất là tinh, nghĩa là từ trước đến giờ mà các bạn ý chỉ cần là Eric quen ai thôi thì khoảng tầm độ chắc là độ một tuần sau ấy, nghĩa là kể cả là bọn mình chưa thực sự chính thức mà các bạn fan cũng đã dò ra và tìm ra được rồi, cho nên là thực sự rất là sợ các bạn CC. Nên là đã 2 năm rồi các bạn ấy không tìm ra được ai, cho nên là chắc chắn rằng là sự thật đó chính là Eric thực ra là 2 năm nay chưa quen ai cả. Bởi vì Eric nghĩ là cái thời điểm này là cái thời điểm mà mình cần thực sự phải tập trung vào công việc của mình, thực sự tập trung cho cái sự nghiệp ca hát của mình, bởi vì bây giờ nó đang là một cái bước đệm mà mình cần phải bật lên để mình có thể đứng ở một cái vị trí thật là vững. Cho nên nếu mà bây giờ mà Eric chỉ cần bắt đầu một cái mối quan hệ nào đấy, chắc chắn là Eric sẽ bị phân tâm, sẽ bị sao nhãng, thì không thể nào mà tập trung được. Cho nên là Eric nghĩ là Eric sẽ tạm gác lại cái chuyện tình cảm của mình, bởi vì nếu như mà Eric có quen một ai thì chắc là Eric cũng sẽ không thể dành toàn bộ thời gian cho họ được. Cho nên là thôi thì hãy đợi Eric nha. Thành ơi, anh có đang trải qua một mối quan hệ mập mờ chưa ạ? Và cảm giác thế nào? Mập mờ à? Mập mờ là đôi ta ở trên tình bạn, ở dưới tình yêu. Một mối quan hệ kiểu vậy đúng không? Trên tình bạn, dưới tình yêu. Nếu mà những ai mà đã cố gắng ở cái mối quan hệ đấy khoảng 1 năm hay 2 năm mà không có kết quả, thì Eric nghĩ là hãy dừng lại và hãy tìm một cái mối quan hệ khác tốt hơn, để thứ nhất là không mất thời gian, và cái thứ hai là mình sẽ bảo trì được cái mối quan hệ này. Bởi vì nếu như mà bây giờ mà mình tiến đến tình yêu mà nó không thành á, thì coi như là các bạn sẽ khó lòng mà các bạn có thể tiếp tục trở thành bạn. Đấy là cái quan điểm của Eric về cái chuyện là một mối quan hệ trên tình bạn, dưới tình yêu. Một câu hỏi tiếp theo mà Eric cũng đã phải ghi lại, bởi vì là rất là nhiều khán giả hỏi, và cũng như là đã có rất là nhiều các fanship couple Eric trong ngay sau khi MV Em Không Sai Chúng Ta Sai ra mắt, đó chính là anh nghĩ sao về Hoa Hậu Tiểu Vy. Hoa Hậu Tiểu Vy thì đối với Eric thì cái ấn tượng đặc biệt ban đầu của Eric đó chính là Vy rất là xinh, rất xinh, và cái nét đẹp của Vy rất là sang trọng nữa, cho nên là nó, thứ nhất là nó rất là phù hợp với cả cái sản phẩm của Eric, cho nên là Eric cũng đã ngỏ ý là mời Vy tham gia, mặc dù biết là Vy cái thời điểm mà mới đăng quang ấy sẽ có rất là nhiều việc, nhưng mà cuối cùng thì Vy cũng rất là nhẹ nhàng đồng ý và tham gia. Và khi mà Eric gặp Vy rồi thì mới thấy là Vy không chỉ đẹp mà lại còn rất là mặn nữa, mặn vô cùng luôn, nghĩa là lúc nào cũng làm cho kiểu mọi người vui vẻ, và cũng như là với cái tính cách vô tư hồn nhiên đấy giống đúng với lứa tuổi, thì hy vọng là Vy sẽ có thật nhiều những cái thành công hơn trong tương lai, và mong rằng là nếu mà có một cái sản phẩm gì đấy hay một cái gì đó kết hợp trong tương lai thì hy vọng là Eric và Vy sẽ tiếp tục được đồng hành cùng trên cái chặng đường nghệ thuật sắp tới. Ok, đấy, nãy giờ kiểu mãi Q&A quá xong cuối cùng tôi quên mất là tôi chưa làm tóc các bạn ạ. Bây giờ là skincare xong rồi thì phải làm tóc, thì chúng ta vẫn phải tiếp tục cái hành trình Get Ready With Me cùng với Eric. Thì bây giờ sẽ là làm tóc, và trong lúc làm tóc thì chúng ta vẫn sẽ tiếp tục có những câu hỏi tiếp theo, vì còn một vài câu hỏi nữa cũng hay. Bây giờ để xem, chết rồi, bây giờ không sao, Eric cũng đã cắm sẵn một cái máy làm tóc ở đây, bởi vì biết là sẽ phải làm tóc. Thì thực ra mỗi hôm Eric cũng sẽ làm một vài kiểu khác nhau cho nó lạ đi, nhưng mà hôm nay bây giờ nó đã bị vào nếp như này rồi thì chắc là chúng ta sẽ chỉ kéo xuống thôi cho đơn giản. Thì thực ra đây là cái gọi là dễ nhất để mà làm rồi, tại vì thường thì các bạn tóc con trai chúng mình thì chỉ cần làm đơn giản thôi, để dễ cái mái xuống là ok rồi. Ok mà, đấy. Thì nói chung là bình thường thì Eric đấy sẽ đầy đủ những cái combo như là máy kẹp tóc này, rồi wax, cuối cùng là keo xịt tóc. Hôm nay thì Eric sẽ chỉ làm như này thôi, nói chung là cũng sương sương vậy thôi. Thì bây giờ sẽ dùng một xíu wax này để mà chỉnh lại mấy cái chỗ mà nó chưa có. Bạn muốn phần giữa phồng hơn thì
bôi nhiều wax hơn. Xong rồi tay đẩy đẩy nó lên là nó sẽ vào nếp. Bởi vì là nếu mà các bạn không dùng wax, nó sẽ không cố định tóc được. Ok, xong thì chúng ta sẽ đến với bước cuối cùng, chính là nhớ để xa ra một xíu nhé. Xịt quanh quanh đầu để cho nó bám bám vào tóc là ok rồi đó. Xong ta-da! Vậy là xong rồi. Vậy là cuối cùng Eric cũng đã gần như là xong về cái mặt gọi là looking. Thì skincare xong rồi này, đủ các bước rồi này, rồi là tóc tai các thứ cũng ok lạ ổn áp rồi này. Thì bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị thay đồ. Thì trước khi thay đồ thì sẽ còn một vài câu hỏi cuối thôi. Câu hỏi này thì Eric để dành đến gần cuối bởi vì nó khá là hay và Eric cũng muốn chia sẻ nhiều hơn về câu hỏi này. Nên Eric mới bắt đầu đây. Eric lựa chọn đối mặt thế nào với anti-fan? Thật ra là đây là đối với quan điểm cá nhân của Eric thôi. Eric muốn chia sẻ với mọi người rằng là đối với Eric thì các bạn anti-fan thực ra là những cái người mà họ sẵn sàng sẽ chỉ ra những cái khuyết điểm của mình. Bởi vì là như là Eric chẳng hạn thì các fan của Eric thực sự là những cái người mà là các bạn CC thực sự là những cái người yêu thương Eric phải gọi là vô điều kiện. Nghĩa là kể cả là Eric chưa làm tốt một cái gì đó hay là có một cái khuyết điểm gì đó thì các bạn luôn luôn ok thông cảm, ok sẽ yêu thương gọi là vô điều kiện luôn. Thế nên là nếu mà mình luôn luôn sống trong một cái môi trường mà luôn luôn có những cái lời khen ngợi như vậy thì bản thân mình sẽ không thể nào mà mình tiến bộ hơn được. Cho nên là khi mà Eric nhìn vào, khi mà Eric đọc được những cái bình luận của các bạn anti fan thì Eric mới thấy rằng là thực sự là mình vẫn còn rất nhiều những cái khuyết điểm. Và nếu như mà thực sự là những cái khuyết điểm đó là sự thật thì chắc chắn là Eric sẽ ghi nhận và tiếp thu. Còn nếu như mà những cái bình luận mà nó có mang tính gọi là công kích cá nhân hay là tin đồn thất thiệt gì đấy thì thực sự là Eric cũng không quan tâm lắm. Eric cũng luôn luôn mong rằng là nếu như mà mình vẫn còn những cái khuyết điểm gì đấy mà các bạn cảm thấy là chưa hài lòng thì hãy cứ nói với Eric. Thì Eric sẽ, nếu mà Eric cảm thấy thực sự là nó là như vậy thật thì Eric sẽ tiếp thu và ghi nhận và sẽ chứng minh cho mọi người thấy bằng hành động. Rồi, câu hỏi tiếp theo đó chính là hôm trước thấy story Eric đi chơi cùng Amy, vậy thì Eric nghĩ gì về Amy và công ty quản lý cũ? Ok, vậy thì câu này có hai ý, đó là Eric nghĩ gì về Amy và Eric nghĩ gì về công ty quản lý cũ. Thì ok, Eric sẽ trả lời ý thứ nhất, đó chính là Eric nghĩ gì về Amy. Thì Amy thì không biết là mọi người có biết không, nhưng mà Eric và Amy thì cũng đã có cái khoảng thời gian training cùng với nhau từ năm 2014-15 rồi. Nhưng lúc đấy Amy còn rất là bé, là một cô bé rất là còn đi học ấy. Eric và Amy thì cũng hay kiểu lái xe chở nhau bon bon trên chiếc xe đi ăn đi uống ở Hà Nội từ ngày xưa rồi, và cũng như là cũng đã được thực tập cùng với nhau trong một cái quãng thời gian rất là dài. Thế nên là cũng có rất là nhiều những kỷ niệm cùng với nhau và cũng như là cũng đã lớn lên cùng với nhau. Cho nên là thực sự để mà nói thì Amy cho đến thời điểm hiện tại thì đã là một cô ca sĩ rất là thành công với rất là nhiều những cái bài hit, và cùng với sự hậu thuẫn ở công ty quản lý thì thực sự Amy bây giờ đang rất là tỏa sáng. Và Eric tin rằng là trong tương lai thì Amy sẽ vẫn còn tỏa sáng hơn nữa, và bản thân Eric thấy rất tự hào về cô em bé, bởi vì cô gái bây giờ thực sự đã rất là trưởng thành rồi, và gần đây thì cũng mới đi ăn, và cũng như là mọi người cũng thấy được cái story đấy. Cho nên là mong rằng là hai anh em vẫn sẽ luôn luôn vô tư và hồn nhiên và có những cái kỷ niệm tốt đẹp với nhau. Còn về công ty quản lý cũ thì công ty quản lý cũ đối với Eric thì phải nói thật rằng là Eric luôn luôn dành một cái sự trân trọng và biết ơn, bởi vì công ty đã cho Eric có được một cái nghệ danh đó chính là Eric, và cũng như là cho Eric có được cái bản hit ngay từ khi debut đó chính là Sau Tất Cả của nhạc sĩ Khắc Hưng. Nên là mặc dù là đã có khá là nhiều những cái chuyện xảy ra, nhưng mà Eric thì luôn luôn dành một cái sự biết ơn rất là nhiều đến công ty quản lý cũ, bởi vì đã cho mình có được một cái sự thành công mà Eric nghĩ là không thể nào mà Eric ngờ tới được. Và còn một câu hỏi nữa thôi, đây là một câu hỏi mà Eric nghĩ rằng là các bạn CC của Eric chắc chắn là cũng đang rất là quan tâm, đấy là khi nào thì Eric sẽ có nhạc mới cho CC nghe nào. Thật ra là tại vì là các CC của Eric thực sự cũng nhiều lúc cũng sợ Eric, bởi vì là Eric là hay kiểu cho leo cây ấy, nghĩa là nói một tháng xong rồi mấy tháng sau mới ra bài. Cho nên bây giờ thì Eric cũng không dám thực sự là hứa chắc chắn với mọi người là khi nào ra bài. Nhưng mà Eric cũng muốn bật mí mọi người là Eric cũng đã có bài hát ở trong tay rồi. Và bây giờ thì cũng đang rất là trong cái quá trình cùng với ekip của mình gọi là gấp rút để có thể thực hiện nó một cách nhanh nhất có thể để gửi tới mọi người. Bởi vì cũng từ tháng 1 đến giờ Eric cũng chưa có sản phẩm mới nào cả. Thế cho nên là
Sau Anh Luôn Là Lý Do thì chắc chắn sẽ là một cái ca khúc mà Eric tin rằng là sẽ có thể chạm đến trái tim của người nghe. Thì Eric cũng chỉ có thể bật mí là đến đây thôi. Còn trong thời gian tới thì bên cạnh việc trở lại một sản phẩm nhạc thì Eric cũng sẽ có tham gia một chương trình truyền hình, và đây cũng sẽ là một cái cầu nối để Eric có thể được gặp gỡ và cũng như là được tiếp cận với mọi người thường xuyên và nhiều hơn. Cho nên là hãy cùng chờ đợi sự xuất hiện của Eric trong một chương trình truyền hình nhá. Còn gì nữa không nhỉ? À, còn một cái nữa nhưng mà không biết là có bật mí được không, nhưng mà chắc là cũng chưa dám bật mí, nhưng mà Eric nghĩ rằng là sẽ là một cái gì đó mà Eric có thể sẽ đi từ Bắc vào Nam được và có thể được gặp gỡ rất đông đảo mọi người. Cho nên là đấy là cái mà gọi là cái sự kiện mà cũng như là cái dự án lớn nhất của Eric trong năm 2021, thì hy vọng là mọi người hãy cùng chờ đợi nhé. Còn mà nói chung là từ nãy đến giờ thì cảm ơn tất cả mọi người bởi vì đã gửi cho Eric rất nhiều những câu hỏi hay, và chúng ta đã có được một cái những Q&A rất là tuyệt vời như thế này trong Yop tập 2. Và hy vọng là mọi người sẽ thỏa mãn với tất cả những cái gì mà Eric cũng chia sẻ, và hãy có bất cứ những cái góp ý hay là những cái comment hay là những cái gì mà mọi người gợi ý cho những cái tập vlog sau thì mọi người hãy có thể comment ở phía dưới, và cũng như là đừng quên like, subscribe để có thể theo dõi được những cái tập vlog mới nhất của Eric nha. Còn bây giờ thì Eric sẽ đi thay đồ để chúng ta bắt đầu một ngày mới thôi. Get ready with me. Tên em. Rồi xong, vậy là cuối cùng thì Eric cũng đã gọi là chuẩn bị xong xuôi hết. Và đây là tất cả những cái routine của Eric trong một buổi sáng trước khi mà để có thể đi ra ngoài, và Eric có thể chia sẻ với mọi người trong vlog tập 2 này. Và cũng bật mí nho nhỏ cho mọi người một cái là bộ đồ này, thực ra là đây là Eric bắt buộc phải nói, vì là anh Đức Phúc bắt Eric phải nói, vì đây là bộ đồ mà anh Đức Phúc đã style cho Eric trong ngày hôm nay. Và anh Đức Phúc nói là mày phải mặc cái này để mày quay cho vlog tập 2 nhá. Cho nên là cảm ơn anh Đức Phúc vì đã style cho Eric một bộ đồ thực sự rất là ok. Mọi người có thấy đẹp không? Nếu mọi người thấy đẹp thì hãy nhớ comment bình luận ở phía dưới, và cũng như là nếu có bất cứ một cái gì mọi người góp ý cho vlog tập 3 thì hãy nhớ comment nha. Còn bây giờ thì Eric đi đây, bye bye, hẹn gặp lại.